Nếu như anh chị nào mà đi mua quật trong thời gian gần đây á, thì sẽ thấy một số cái kệ hàng nó bị trống hoặc là không còn những mặt hàng. Thì đó là lý do tại sao. Hiện tại bây giờ thì đã có đến khoảng là 1.500 cái công nhân, nhân viên ở các cái warehouse. Warehouse là các cái kho mà phân phối hàng á, của Google á, thì người ta đang đình công. Thì cái đình công này á, sẽ ra như thế nào tại nước Úc? Thì đó là trong cái video này mà anh Nguyễn muốn nói một ngày đình công tại nước Úc là như thế nào. Thường thường á, thì mỗi cái hãng xưởng thì đều có một cái hợp đồng với thêm công nhân. Và sau 2 năm, 3 năm hay là 4 năm thì đàm phán lại. Và khi hai bên mà không có thỏa thuận được cái đàm phán thì lúc đó công nhân có quyền á, là yêu cầu để mà đình công. Thì bằng cách là nộp đơn lên cho cái Fair Work Commission. Và sau đó thì lấy được cái lệnh của Fair Work Commission để mà đình công. Và cái đình công này thì đình công hợp lệ, hợp pháp, chứ không phải rằng là bất hợp pháp. Bất hợp pháp là giống như ở Việt Nam là tự nhiên một cái đình công là đi ra hết, là không có tổ chức, không có gì cả, là tự nhiên kêu là đi. Thì sau khi những kho hàng này, 6 nơi ha, ở ACT này, ở Victoria, Queensland và New South Wales, thì những cái nơi này á, là những cái kho hàng chính. Và nếu như trong một khoảng thời gian á, thì không xoay được các mặt hàng á, thì lúc đó sẽ thiếu hàng ở các cái trung tâm store của cửa hàng Woolworths, thì chắc chắn là sẽ thiếu. Và lúc đó anh chị phải là chuyển sang Aldi hoặc là Coles hoặc là một cái nơi nào đó. Đây là một cuộc đình công rất là lớn, lớn đến nỗi mà các nơi tập hợp lại và 1.500 cái nhân viên công nhân để mà đình công. Thì người ta cũng yêu cầu là tăng lương cho nó thỏa đáng, rồi tôn trọng những người làm việc, chứ không phải là làm như một cái máy robot. Máy robot là sao? Là vì hiện tại bây giờ là các cái kho hàng này là chuyển thành là automate, là tự động hóa đi, thì con người phải bắt kịp với thêm những cái máy móc đó. Thành ra thì những người công nhân, nhân viên này, người ta nói rằng là họ như là một người máy, là một con robot. Và đây thì anh chị có thể thấy, nếu như một lần mà đình công thì tất cả mọi thứ đều phải là ngừng hoạt động. Có nghĩa rằng á, là ở trước các cái cổng đi vào đi ra thì người ta sẽ là đứng ngồi ở đó để mà giữ cái cổng, để đừng cho chiếc xe truck vào, đừng cho chiếc xe truck ra, đừng lấy hàng vào, đừng lấy hàng ra. Rồi một số công nhân đi làm á, thì cũng không cho công nhân người ta đi làm luôn. Công nhân có quyền chọn là đi làm hoặc là không đi làm. Nhưng mà vì khi đình công á, thì thường thường là những người đình công ở đứng đó rồi. Thành ra là những người mà muốn đi làm á, thì người ta cũng rất là khó. Đây là cổng chính để đi vào trong EDC hả? Và xe đang đậu ở đây để mà block lại. Và bên này anh chị thấy là có một số cái media như 7 News, 9 News, người ta để ghi hình này. Đây là cái cổng mà đã bị xe đậu hết rồi ha, chiếm chỗ. Ở phía bên này thì media người ta đang tới để ghi hình. Rồi ở trong cái cuộc đình công thì người ta sẽ có những cái khẩu hiệu để mà hô lên là như thế này. One day longer. One day stronger. Và khi mà đình công thì phải là 24 trên 7. Có một nơi thì đình công khoảng 4 tiếng, 2 tiếng, 1 tiếng hay là 1 ngày. Nhưng mà cái cuộc đình công này là thì đến lúc nào thắng thì mới thôi. Thành ra là đình công liên tục. Vì cái đình công liên tục đó, thành ra là phải có người để giữ cái cổng. Và coi như là ăn ở đó. Thì người nào làm cả chiều thì đi cả chiều, người nào làm cả sáng thì đi cả sáng, để mà giữ cái cổng, đừng cho chiếc xe tắc vào và ra. Rồi nếu như mà đến phút cuối hai bên không được thỏa thuận thì như thế nào, thì bên công nhân người ta sẽ không có trở lại làm. Còn lại bên hãng thì cung cấp một cái offer mới. Ví dụ như anh chị nghĩ rằng là đình công không phải là ở nơi nào cũng đình công, mà đầu tiên mình phải xem là ở nơi đó có máu mặt hay không. Máu mặt hay không là sao? Là có tiền để mà trả cho công nhân không này, có lời không này. Thì anh chị thấy rằng Woolworths thì có lãi rất là nhiều trong mấy năm vừa qua sau mới đại dịch. Rồi dẫn luôn cái vụ là tăng giá đột biến đó, thì đang bị ACCC đã kiện đến tòa là Federal Court. Và đình công cũng phải chọn cái thời điểm hiện tại bây giờ là chuẩn bị đến Christmas, thì mọi người đi mua sắm rất là nhiều. Đó là lý do mà tại sao cần phải đình công trong khoảng thời gian này. Rồi thêm một cái nữa, và những cái mặt hàng mà đang buôn bán đó thì có thời gian ngắn. Ngắn ở đây là như thế nào? Là ví dụ như hàng lạnh hay hàng khô thì khoảng 2 tuần, 3 tuần hay 5 tuần gì đó thì phải lấy ra để mà bán tiếp. Và nếu như anh chị có thể thấy rằng là một số cái cửa hàng hiện tại bây giờ đã thiếu hàng rất là nhiều. Ở trên các cái kệ hàng á, nó thiếu rất là nhiều. Ở Google á, còn Coles hoặc là Audi á, thì vẫn là bình thường vì không có đình công. Chỉ có là nhân viên
của Google thì mới đình công mà thôi. Đình công ở đây là các cái warehouse, các cái trung tâm phân phối. Chứ còn cái nhân viên mà làm tại cái, các cái Google và bán lẻ đó thì là không có. Như anh chị thấy thì đây là cái trung tâm DC của Google nè ha, rất là lớn tại Denton South. Và hiện tại nơi đây thì đang có đình công. Bạn Nguyễn hôm nay đến đây để mà ghi hình. Đó là một cái video bạn Nguyễn nói về cái cuộc đình công ở Úc là như thế nào và lý do tại sao mà hiện tại bây giờ đang thiếu hàng là như vậy. Cảm ơn chị đã xem video trên ANT News cho Nguyễn thực hiện.